Hello anh em đã trở lại với Kỳ Anh Tự Khóa. Ngày hôm nay thì tôi sẽ thử thách bản thân mình mở 10 ổ khóa trong thời gian ngắn nhất và bấm giờ cho anh em xem. Nhưng đầu tiên thì intro đã. Siêu trộm, tôi trở lại từ đây. Và đây, bây giờ là 0000. Bây giờ tôi sẽ bấm để cho nó chạy. Bắt đầu chạy rồi đấy ạ. Tôi để đấy nhé. Đấy, để xem trong thời gian tôi mở 10 ổ khóa này thì hết bao nhiêu thời gian. Bắt đầu rồi đấy. Vậy là trong thời gian 3 phút. Đây, 3 phút tầm 3 phút rưỡi thì tôi đã mở được 10 ổ khóa. Nhưng mà đấy là những ổ khóa mà tôi hay dùng hoặc là quen thôi. Có thể có những ổ khóa thì tôi có thể mở rất nhanh. Nhưng mà như lúc nãy các bạn cũng có thể thấy là trong thời gian tôi đang mở thì có một thời gian nó bị đồ nghề nó bị trục trặc, hoặc là tìm cái cây này để mở trong cái hộp này. Đấy, nhiều khi mình đi làm thì không thể mở nhanh được như các bạn đã thấy. Thì tại sao nhiều lúc mà tôi quay video thì quay rất nhanh. Đấy, mở ở ông này quay video cũng mở có vài giây thôi. Đi làm mở có khi cả 15-20 phút, cả tiếng đồng hồ. Thật ra thì khi mà đi làm thì tôi không thể mở nhanh như thế được. Tại vì có nhiều loại nó thật là nó khác và nó khó hơn. Hoặc có những loại mà mình có thể mở ở nhà mình quen, nhưng mà đến lúc đấy thì có nhiều cái nó không hề giống như ở nhà, nên là nó sẽ chậm hơn. Nhưng cũng có thể tôi mở nhanh, nhưng không thể làm nhanh được. Tại vì tôi phải làm đủ thời gian để các bạn hiểu là nó cũng khó. Chứ nhanh quá thì các bạn lại sợ, đúng không ạ? Thì đấy, sau thời gian tầm hơn 3 phút thì tôi đã mở xong được 10 ổ khóa này. Nếu anh em có thử thách gì hay hơn, hãy để lại bình luận ở bên dưới. Tôi sẽ tiếp tục làm clip. Cảm ơn anh em thời gian qua đã luôn quan tâm, ủng hộ và theo dõi kênh Kỳ Anh Tự Khóa. Ôi.
Như anh em cũng vừa mới thấy thì đấy, trong clip cứ mỗi lần tôi rất là ngầu như này, cầm cái chìa khóa đấy, vứt đi như thế, ngầu lòi. Nhưng mà đến hết đến khi nào cắt video thì tôi lại phải đi tìm tôi nhặt về lắp vào từng cái một như thế, chết mệt các bạn ạ. Anh em yêu quý thì đăng ký kênh ủng hộ giúp tôi để tôi có thêm cơm mà ăn, để có sức để tôi còn làm video gửi cho các bạn. Cảm ơn các bạn.